Hello mọi người, hôm nay là một buổi chiều sau giờ học thì hiện tại mình đang cùng với hai bạn của mình đi đến cửa hàng tiện lợi để ăn vặt và đây là cái cửa hàng tiện lợi. Giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nha. Cửa hàng tiện lợi hiện tại thì không có người nên là mình cảm thấy rất là thoải mái. Giờ thì mình sẽ chọn chỗ ngồi và mình sẽ đi chọn những đồ ăn. Ở đây thì có bán tteokbokki nè, đây thì có bánh macaron và đây là gian hàng bán rất là nhiều bim bim và các đồ ngọt. Giờ thì mình sẽ đi chọn đồ ăn nha, mình sẽ chọn cái sampap kimbap này. Và sau đó thì mình sẽ chọn nước, mình sẽ uống nước đào. Sau đó thì mình sẽ ăn tteokbokki, vị phô mai. Và giờ thì mình sẽ tính tiền. Và đây là đúng đồ ăn mình đã mua. Giờ thì mình sẽ nấu tteokbokki nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho bánh gạo vào. Sau đó thì mình sẽ cho cái gì đó mà mình cũng không biết là gì luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ cho bột phô mai vào. Cho đầy hộp rồi thì giờ thì mình sẽ đi cho nước vào nha. Giờ thì mình sẽ đổ nước nóng vào cái hộp tteokbokki này. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào lò đun nóng. Và thì mình sẽ bóc cái cơm này mình tam giác ra và ăn. Và cái cơm này thì mình ăn là vị thịt bò. Giờ thì mình sẽ ăn nha và mình cảm thấy cái vị nó rất là ngon. Và giờ thì mình đang buôn chuyện với các bạn của mình. Và đây là các bạn của mình. Hai người bạn này thì ở trường mình khá là thân. Và mình ăn cũng gần sắp xong rồi và đây là các bạn trên trường. Giờ thì mình sẽ bấy với người ta ngón tay. Ăn xong rồi thì mình sẽ dọn rác ở trên bàn và cho nó vào thùng rác. Sau đó thì mình đeo khẩu trang và đi về. Giờ thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn của mình. Và tạm biệt các bạn nha. Bye bye.